Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với thế giới của những câu chuyện cổ tích. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn bộ dán hình các câu chuyện cổ tích. Chọn bộ gồm có 8 quyển với những chủ đề khác nhau. Trên tay mình gồm có 5 quyển với các chủ đề: Cô bé lọ lem, Nàng tiên cá, Xứ sở thần tiên, Công chúa tuyết, Nàng bạch tuyết. Trong video trước, mình đã chơi sticker và kể chuyện Nàng tiên cá cho các bạn nghe rồi. Trong video này, mình sẽ tiếp tục kể chuyện và dán hình sticker cô bé lọ lem cho các bạn xem nhé. Còn các quyển khác, hẹn các bạn vào những video sau. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng dán hình và nghe kể chuyện cô bé lọ lem. Trước hết, chúng ta cùng ngắm nhìn những sticker đáng yêu của thế giới cổ tích các bạn nhé. Trong này có rất nhiều trang phục của lọ lem nè, của hai chị gái của lọ lem, người mẹ kế và cả chàng hoàng tử nữa. Ngoài ra còn có những con vật đáng yêu như chó, mèo, con chuột, chim bồ câu nữa. Các bạn đừng quên ấn đăng ký và nhấn chuông để đón chờ những video mới nhất từ Châu Chi TV nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước hết, chúng ta stack các sticker ra trước. Các sticker đã được đánh số thứ tự hết rồi, nên chúng ta rất dễ dàng tìm các hình dán các sticker ở từng trang để dán vào hoàn thiện những bức tranh. Đầu tiên là chủ đề về cô bé lọ lem. Đây là những sticker thuộc trang 2 và trang 3. Chúng ta sẽ sử dụng những sticker này để dán cho cô bé lọ lem các bạn nhé. Đây cũng chính là nhân vật chính của chúng ta này. Trong sách có hướng dẫn, chúng ta sẽ dán giày, dán quần áo trước, sau đó mới dán đến tạp dề các bạn nhé. Cô bé lọ lem sống trong một ngôi nhà rộng lớn với mẹ kế và hai con gái riêng của bà ta. Họ đối xử với lọ lem rất tàn tệ. Nàng phải nấu mọi bữa ăn, dọn dẹp mọi căn phòng và làm mọi việc mà họ sai bảo. Họ thậm chí còn bắt nàng mặc quần áo cũ mềm, rách nát và ngủ trên sàn bếp. Bây giờ chúng ta sẽ dán trang phục cho lọ lem nhé. Trong sách đã hướng dẫn, chúng ta sẽ dán váy áo của lọ lem trước. Tiếp theo chúng ta sẽ dán đến tạp dề. Các bạn ơi, trang phục của lọ lem cũ mềm và rách hết rồi, những vết vá trắng chịt. Tuy nhiên trang phục rất gọn gàng phải không nào? Một chiếc khăn quấn đầu này. Không thể thiếu những động vật quen thuộc làm bạn với lọ lem. Một chú mèo nè. À, một xô nước. Lọ lem chuẩn bị phải lau nhà đấy. Những chú chuột, những người bạn tốt luôn giúp đỡ lọ lem. Cái này dùng để lau sàn nhà này. Wow, rất là nhiều những sticker nhỏ bé, ví dụ như những bông hoa màu vàng, màu hồng nhạt xinh xắn, những chiếc lá. Chúng ta sẽ lựa chọn những cái vị trí thích hợp để dán vào sao cho bức tranh trở nên sinh động và đẹp các bạn nhé. Ngoài ra còn có những chú chim thường xuyên đến giúp đỡ lọ lem làm việc nhà. Một chiếc chổi. Những bông hoa. Chúng ta có thể dán ở đâu cũng được, miễn sao cho bức tranh trở nên đẹp và nổi bật. Rất là nhiều bọt nước nè. Tiếp theo là hai cô con gái của mẹ kế, Griselda và Amanda, hai cô chị vừa ích kỷ vừa xấu tính. Họ đối xử với lọ lem rất độc ác. Họ thường lớn tiếng gọi nàng chải tóc cho thật mượt, là lật quần áo của họ thật phẳng phiu, dọn phòng của họ thật gọn gàng và sạch sẽ. Mình sẽ mặc cho cô chị Griselda một bộ trang phục màu tím,
một chiếc váy màu tím nè, có đính rất là nhiều nơ nhé. Một chiếc áo cũng màu tím, có hai tay bồng. Đây là những trang phục của quý tộc thời xưa. Ngoài ra trên đầu còn đội một chiếc mũ có gắn lông vũ. Tiếp theo là đến cô chị gái Imelda. Imelda sẽ mặc một trang phục màu xanh, một chiếc váy màu xanh, một chiếc áo cũng màu xanh nốt. Chà chà, hơi lệch một chút rồi. Trên đầu cũng đội một chiếc mũ màu xanh, trên chiếc mũ còn gắn mấy bông hoa nè. Nhìn hai cô chị của Lem nhìn rất quý tộc phải không nào? Trên cây cô chị Griselda còn có một chiếc giỏ màu tím, có rất là nhiều phụ kiện nhỏ xinh để chúng ta trang trí và hoàn thiện cho bức tranh. Một chú cún, những cây nấm, những chú chim, những chiếc lá phong màu đỏ. Rất nhiều lá rơi, khung cảnh thật là thơ mộng phải không nào? Chúng ta cùng ngắm lại hình ảnh của cô con gái của mẹ kế nhé. Tiếp theo là đến sứ giả của hoàng tử. Ngày nọ, khi lọ lem đang ở trong vườn, một sứ giả tìm đến cùng với một tấm thiệp. Thì ra, hoàng tử có lời mời phu nhân và các tiểu thư trong nhà đến dự buổi phụ hội lớn. Sứ giả đi một đôi giày màu đen và khoác trên mình một chiếc áo màu cam có rất nhiều cúc. Chúng ta chú ý mặc váy và áo cho lọ lem trước, sau đó mới choàng khăn len vào phía sau. Trên tay lọ lem là những dụng cụ để làm vườn. Đừng quên tô điểm cho bức tranh bằng những phụ kiện, những con vật như con mèo, con gà, một giỏ rau củ quả. À, trên tay của sứ giả là một tấm thiệp mời. Cùng ngắm lại hình ảnh, sứ giả mang thư đến mời gia đình của lọ lem đi dự tiệc các bạn nhé. Hãy tìm sticker trang phục của mẹ kế và của lọ lem dán vào các bạn nhé. Mẹ kế mặc một bộ váy màu đỏ đậm, một trang phục phù hợp dành cho các phu nhân. Tiếp theo là trang phục của lọ lem. Mặc dù đồ của lọ lem rất cũ nhưng chúng ta thấy lọ lem cũng rất nhiều váy đấy nhé. Nhớ dán váy và áo cho lọ lem trước, sau đó mới đến tạp dề. Lọ lem đi một đôi giày da màu đen. Nào, hãy trang điểm sticker tiếp để hoàn thiện bức tranh. Trong lúc mẹ của lọ lem đọc thư mời từ hoàng tử gửi đến,
Lọ Lem đến hỏi, con có thể đi dự vũ hội được không ạ? Không, Lọ Lem, ngươi không đi được. Ngươi không có nổi một chiếc váy xã hội hay đôi giày khiêu vũ cho ra hồn. Và ai sẽ mời ngươi khiêu vũ chứ? Mẹ kế của nàng kêu lên. Tiếp tục là những bức ảnh gia đình. Chắc là chú chó này có công lao rất lớn nên được chụp ảnh và treo trang trọng như những thành viên trong gia đình. Tiếp theo là một lọ hoa đặt trên một chiếc đôn. Chà chà, không biết dán tách trà vào đâu được. Hai cây nến nè. Ngoài ra còn những phụ kiện nhỏ xinh xinh như những bông hoa. Các bạn có thể trang trí vào đâu tùy ý mình nhé. Đến buổi vũ hội rồi, chúng ta cùng xem hai cô chị của Lọ Lem sửa soạn trang phục nhé. Các chị gái của Lọ Lem đang cãi cọ ầm ĩ trong lúc chuẩn bị đồ để đi dự vũ hội. Các chị rất nóng lòng đã được khiêu vũ với hoàng tử. Còn cô em Imelda thì nói, chắc chắn chàng sẽ muốn nhảy với em trước. Cô em Imelda khoác trên mình một chiếc váy màu xanh dài xuống tận chân. Ôi, bộ tóc giả của cô em này nhìn lạ quá phải không nào? Một bộ tóc nâu, trên tóc còn đính một chiếc vương miệng xinh xinh nữa. Cô em Imelda ngồi trước gương đang chải tóc. Nào, chúng ta cùng xem cô chị sẽ mặc trang phục màu gì. À, một chiếc váy màu hồng. Chắc là chiếc áo cũng màu hồng phải không nào? Đúng rồi, cô chị cũng mặc một chiếc áo màu hồng. Mình bị lỡ tay làm rách chiếc tay áo rồi. Không sao, vẫn dán lại được phải không nào các bạn? Trên tay cô chị xách một chiếc túi màu hồng xinh chưa kìa. Tiếp theo là đến tóc giả cho cô chị Griselda. Trên đầu đội một bộ tóc giả rất là to, có đính những chiếc nơ màu hồng. Cô chị cũng đang ngắm mình trước gương. Ôi, rất nhiều phụ kiện xinh xắn. Đính thêm cho hai cô chị những chiếc nơ xinh xắn lên tóc nhé. Những bông hoa hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, các bạn có thể đính vào chỗ nào cũng được. Vậy là khâu sửa soạn trang phục của hai cô chị gái Lọ Lem đã xong rồi. Cùng ngắm nhìn lại hai cô chị trong những trang phục đi dự dạ hội nào. Mọi người đi hết, bỏ lại Lọ Lem một thân một mình. Nàng rón rén ra ngoài khóc nức nở. Đột nhiên bầu trời đêm tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Đừng khóc nữa Lọ Lem, ta là bà tiên đỡ đầu của con đây. Ta sẽ biến điều ước của con thành sự thật. Con sẽ được đi dự vũ hội. Chúng ta hãy tìm sticker trang phục của bà tiên và dán vào nhé. Một đôi giày màu trắng thật là đẹp. Lại còn đính chiếc nơ xinh chưa kìa. Một chiếc váy màu trắng điểm vàng. Chúng ta phải gọi đây là cô tiên các bạn nhỉ. Bà tiên của chúng ta nhìn trẻ lắm. Một chiếc áo màu trắng có những đường thêu màu vàng ở vai áo, ở cổ cũng như ở thân áo. Tiếp theo là đến Lọ Lem. Lọ Lem đang khoác trên mình một chiếc áo màu nâu. Chiếc váy cũng có vết vá rồi nè. Lọ Lem của chúng ta thật đáng thương vậy không nào. Đừng quên chiếc khăn choàng của Lọ Lem nhé. Tiếp tục dán những phụ kiện nhỏ xinh, những sticker nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí cho bức tranh hoàn thiện hơn. Những quả bí ngô nè. Và quan trọng nhất, không thể thiếu được của bà tiên, đó chính là một cây gậy phép thuật. Một chiếc vương miện của bà tiên nữa nhé. Hãy dán những chiếc lá, hình ngôi sao và những hình con đom đóm vào bức tranh. Phần này các bạn cũng tùy ý trang trí theo sở thích của mình để làm sao cho bức tranh trở nên sinh động, phù hợp và đẹp nhất theo ý các bạn nhé.
Chúng ta cùng xem diễn biến tiếp của câu chuyện nào. Tiếp theo là cầu thần chú màu nhiệm. Bà tiền đỡ đầu vung cây đũa phép lên, chớp mắt một cái lọ lem bỗng thấy mình đang mặc một chiếc váy dạ hội lộng lẫy và đi đôi giày màu bạc lấp lánh. Nhớ đừng quên một đôi găng tay màu hồng cho nàng. Thời xưa, mọi người thường cầm một chiếc túi sách hoặc một chiếc quạt khi đi dự dạ hội. Đừng quên trang trí cho bốn chú ngựa của chúng ta. Đây là chiếc xe được biến từ quả bí ngô. Các bạn có phát hiện ra chỗ nào không? Ôi, hình như mình dán sai rồi. Nhớ dán yên ngựa lên các bạn nhé. Vương miện của lọ lem này. Thêm hai chiếc bánh xe nữa, vậy là lọ lem có thể lên đường rồi. Và rất nhiều những phụ kiện, hình ngôi sao, hình bông hoa, hình chiếc lá, để tô điểm thêm cho bức tranh trở nên sinh động và đẹp hơn. Vậy là lọ lem của chúng ta có thể lên đường rồi. Lọ lem ơi, hãy nhớ, con phải về nhà trước 12 giờ nhé. Phép thuật của ta sẽ tan biến vào lúc nửa đêm. Bà Tiền nhắc nhở lọ lem trước khi đi. Ở buổi vũ hội, lọ lem vừa xuất hiện, hoàng tử đã lập tức tiến đến bên nàng và mời nàng khiêu vũ. Họ đã khiêu vũ cùng nhau suốt buổi tối, chàng không muốn khiêu vũ với bất kỳ ai khác nữa. Nhanh tay tìm trang phục sáng cho lọ lem nào. Cả trang phục của chàng hoàng tử nữa. Hoàng tử mặc một chiếc áo dài, quần đến đầu gối và một đôi bốt cao cổ. Chàng mặc một chiếc áo màu xanh, trên cổ có thắt một chiếc nơ màu trắng. Đừng quên trang trí thêm các phụ kiện nữa các bạn nhé. Thả tim cho lọ lem và chàng hoàng tử các bạn ơi. Lọ lem và hoàng tử khiêu vũ say sưa, giật mình. Lọ lem nghe tiếng đồng hồ trong cung điện bắt đầu điểm vào lúc nửa đêm. Nàng chạy như bay khỏi cung điện. Trong lúc vội vã, nàng đánh rơi một chiếc giày trên đường. Nàng liếc xuống và thấy chiếc váy dạ hội của mình đã biến thành bộ áo rách rưới bẩn thỉu hàng ngày của lọ lem. Nào, hãy tìm trang phục và dán cho lọ lem. Chiếc xe ngựa của lọ lem đã biến trở lại thành quả bí ngô rồi. Nhớ dán chiếc đồng hồ điểm 12 giờ vào nữa nhé. Sáng hôm sau, hoàng tử quyết định tìm ra cô gái bí ẩn đã chạy trốn khỏi buổi vũ hội, bỏ lại chiếc giày phía sau. Chàng cầm theo chiếc giày bạc đến gõ cửa từng nhà để xem ai có thể đi vừa. Cô chị Imelda đang mặc một bộ trang phục màu xanh, trên đầu đính một chiếc nơ màu xanh xinh xắn. Nàng cũng xỏ chân vào chiếc giày nhưng ôi, không vừa rồi. Cô chị Griselda cũng nhanh chóng chạy đến để thử chiếc giày, nhưng đôi giày này chỉ vừa với lọ lem thôi. Chúng ta hãy tìm trang phục để dán cho hai cô chị của lọ lem nhé. Thank you.
Đừng quên cho thêm những chi tiết, những phụ kiện, những bông hoa, cành lá, tô điểm cho bức tranh của chúng ta. Nào, hãy ngắm lại bức tranh hai cô chị của Lọ Lem đang thử giày nào. Đúng lúc ấy, Lọ Lem rón rén bước vào phòng. Có thể cho tôi thử giày không? Nàng khẽ hỏi. Hoàng tử đưa chiếc giày bạc cho nàng, chiếc giày vừa khít với chân của nàng. Hoàng tử kêu lên, ta đã tìm thấy nàng rồi. Hãy tìm trang phục của hoàng tử và của Lọ Lem để hoàn thiện cho bức tranh nhé. Chiếc váy của Lọ Lem hôm nay đã xinh hơn rất nhiều phải không các bạn? Nàng mặc một chiếc váy màu vàng, có một chiếc tạp dề màu tím, tím nhạt, trên đầu đội một chiếc khăn màu tím. Hãy dán thêm những phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh vào nữa các bạn nhé. Vậy là chàng hoàng tử của chúng ta đã tìm thấy công chúa cho mình rồi. Một thời gian sau, Lọ Lem và hoàng tử tổ chức lễ cưới. Lọ Lem đi đôi giày bạc và mặc bộ váy đẹp nhất, đính những viên ngọc lấp lánh. Phía sau là chiếc xuân quan màu trắng. Trên đầu Lọ Lem cài một chiếc vương miện thật xinh xắn, trông nàng rất tỏa sáng. Hãy dán những chi tiết nhỏ như hình trái tim, hình bông hoa hồng và bức tranh rạng rỡ của Lọ Lem nhé. Cùng ngắm nhìn Lọ Lem xinh đẹp trong lễ cưới nào. Cùng nhìn lại những sticker xinh xắn trong câu chuyện Cô bé Lọ Lem. Các bạn thích nhân vật nào nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Video kể chuyện Cô bé Lọ Lem và dán sticker đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt.